So với teaser trailer ra mắt vào trước đó, đoạn trailer chính thức này tóm gọn câu chuyện phim với giới thiệu về những nhân vật chính trong của bộ phim. Ngoài những cảnh hài hước, đoạn trailer còn thể hiện những giây phút lắng đọng và mang thông điệp tình cảm về gia đình giữa bộ đôi Elizabeth Phương Trinh, Đông Hùng và bé Subin. Có thể nói, bộ phim hoàn toàn phù hợp cho gia đình vào dịp Tết với những tiếng cười và những giọt nước mắt hạnh phúc đoàn viên. Bên cạnh trailer, nhà sản xuất còn công bố poster chính thức của bộ phim. Điều đặc biệt này là ngay cả các diễn viên của bộ phim cũng chưa được biết hình ảnh của mình trên poster chính thức ấy. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy những bức ảnh của poster này. Con rắn nó cũng mệt chứ đừng có nói con người. Mà cái óc của bả là cứ lộn lên rồi thả xuống, lộn lên thả xuống 1 tiếng rưỡi. Xong cuối cùng thông báo là tại sao nó không lộn lên được, thì thông báo là cái cây uống tóc á, để ở khách sạn. Bây giờ đi ra khỏi cái điểm đó là phải 1 tiếng rưỡi để lấy được cái cây uống tóc, rồi vô mới uống, rồi mới diễn. Và sau khi làm tất cả những động tác đó là chúng tôi gần 4 giờ sáng để chúng tôi quay. Thì khi quay thì cô quên thoại, tôi định chạy tới bóp cổ. Là tại vì tôi không có cần tóc tai vậy, tôi như một con điên, tôi ngồi tôi chờ cọc phòng và một con rắn, tôi chờ, hai đứa tôi chờ, thì cuối cùng khi mà quay thì con rắn nó ngủ luôn, nó không quay nữa. Bây giờ làm sao? Bây giờ cả một đòn phải lấy cây chọt đâm nó để cho nó thức dậy nó diễn, và đến khi chọt đâm nó rồi là bắt đầu tới khi tôi nằm, tôi cứ chờ, cổ là tóc là má hồng là phải đúng như vậy, điệu, xong rồi là một con rít, và con rít ở rừng nó có gì, nó không có gạt nó như con rít bình thường. Cái con rít đó gọi là con cuốn chiếu dạng rít đó. Đó, nó bự bằng cái ngón tay cái hơn của tôi mà nó dài như vậy, xong nó bò vô người tôi, mà lúc đó là cảnh cổ khóc. Và cổ quên những giây phút mà tôi phục vụ cho cổ là cái con nó bò vô người tôi, mà tôi gầm, tôi nói là nếu mà tôi chỉ cần nhúc nhích là My mất tâm lý, và My mất tâm lý thì cả đoàn mình có thể là phải quay lại đây nữa tới 6 giờ sáng, và ngày mai chúng ta lại tiếp tục ở trong rừng. Tôi